là tháng 5 lại sắp kết thúc rồi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người những sản phẩm mình cảm thấy ấn tượng nhất, yêu thích nhất trong vòng 1 tháng vừa qua nhé. Đầu tiên chắc chắn phải là một sản phẩm skincare rồi, thì mình đang có ở đây là một bạn mặt nạ giấy Rice Water Sheet Mask của Nine Wishes. Đây là một cái sản phẩm nằm trong bộ sản phẩm dưỡng da chiết xuất từ gạo của Nine Wishes mà mình đã từng review cho mọi người rồi. Thì cái mà mình thích nhất ở bạn này đầu tiên đó là cái packaging, mọi người thấy không, nó cực kỳ đơn giản ý. Và đây là một cái ưu điểm khi mà chúng ta đi mua hàng, chúng ta có thể nhìn luôn được cái chất mặt nạ ở bên trong và cái tinh chất ở bên trong để chúng ta quyết định là có mua bạn này về dùng thử hay không. Mọi người biết là gạo là một cái nguyên liệu làm đẹp rất là thuần châu Á, nhưng mà không có quá nhiều brand đã khai thác cái điểm mạnh này. Và trong tất cả những dòng sản phẩm chiết xuất từ gạo mình đã dùng thì cái dòng sản phẩm của Nine Wishes là một trong những cái bộ sản phẩm mình dùng và cảm thấy ưng nhất. Thì đây là một nhân vật mà mình thích nhất trong cái bộ đấy. Cái chất mask của nó thì mềm mịn, ôm sát vào mặt, và khi mà mình đắp mặt nạ thì mình còn có thể làm việc riêng linh tinh mà không sợ nó bị rơi xuống. Và để cái tinh chất này nó thẩm thấu sâu hơn vào mặt của mình thì mình sẽ sử dụng đến cái máy chăm sóc da Pebble Flare này. Mình sẽ chọn cái chế độ là micro PAT và chọn cái mức dung là mức nhỏ nhất. Mình sẽ di tinh chất massage từ trong ra ngoài và từ trên xuống dưới để giúp nâng cơ mặt của mình lên nữa. Những cái tinh chất còn thừa ở trong bao bì này thì mình sẽ lấy ra thoa lên cổ và thoa lên hai vùng cánh tay để dưỡng ẩm cho vùng da cổ và da tay luôn. Sau 10 phút đắp mặt này, bỏ mặt nạ ra thì mình thấy là da của mình căng bóng, mềm mịn, cảm giác da được kiểu rất là no nước. Và những hôm nào mà mình lười quá, thậm chí mình còn không dùng các bước dưỡng tiếp theo, chỉ có đắp mặt này thôi, vì là cái tinh chất của nó là dạng sữa trắng, nhưng mình cảm giác nó giống sữa dưỡng rồi có thể thay được cho serum rồi kem dưỡng các thứ rồi. Đặc biệt là những cái hôm mà nó nóng bức bí bí da như thế này này thì thực sự là chỉ cần một bạn này thôi. Và cũng có cảm giác nó brightening một chút xíu, vì là cái hiệu ứng cái sữa này nó mang lại trên da thì nó làm cho da của mình đều màu. Và nếu như mọi người dùng lâu trong tầm 1 tháng thì chắc chắn là nó sẽ có cái công dụng là làm sáng da nữa. Vậy nên những bạn nào mà là fan cuồng của mặt nạ giấy Hàn Quốc như mình thì đây chắc chắn là một loại mặt nạ giấy mà mọi người nên dùng thử xem sao nhé. Tiếp theo là một nhân vật mà cũng đã chiếm được rất nhiều cảm tình của mình trong 1 tháng vừa qua, đó chính là bạn máy chăm sóc da mặt vừa rồi mình đã sơ ra cho mọi người rồi đây. Bạn này tên đầy đủ là Pebble Flare. Mọi người nghe quen không? Là anh em của máy rửa mặt Pebble Lisa mà mình cũng đã từng review cho mọi người một lần rồi. Thì cái bạn này nó có rất là nhiều công dụng. Có 3 chế độ, đầu tiên là làm sạch, tiếp theo là thẩm thấu tinh chất giống như vừa rồi mình có massage thẩm thấu tinh chất mặt nạ giấy. Tiếp theo nữa là refresh. Thì thật ra cái chế độ refresh này mình lười dùng lắm. Hôm nào mà thực sự có thời gian thì mình sẽ apply serum. Sau khi mình apply serum thì mình sẽ dùng bạn này để thẩm thấu cái serum sâu vào da hơn và làm cho lỗ chân lông của mình nhỏ hơn. Còn bình thường thì kiểu mình cũng khá là lười ấy. Thế nên điểm mình yêu thích nhất và mình khai thác nhiều nhất ở bạn này đó chính là cái chế độ cleansing, là làm sạch. Trời ơi, bình thường thì mình cũng làm sạch khá là kỹ, dùng dầu tẩy trang, sau đó thì đến sữa rửa mặt rồi mới dưỡng các thứ. Nhưng mà hôm mà mình có cái máy này này thì sau khi mình dùng dầu tẩy trang rồi này, rửa sữa rửa mặt rồi, mình cho thêm cái toner vào đây. Mình cho vào cái miếng bông tẩy trang, sau đó thì mình lắp cái này vào. Sau đó mình massage mặt một lần thì mọi người biết được không, trời ơi, những cái khu này là những cái khu mà nhiều khi tẩy trang các thứ mình ít khi quan tâm đến, những cái vùng ở chỗ xương hàm này này. Thế là mình tiện mình di, nó vẫn còn ra khá là nhiều những cái nhờ kiểu như là những cái cặn make up còn dư lại, và thực sự là mình sững sờ luôn. Thế là từ hôm đó thì sau khi dùng dầu tẩy trang thì mình sẽ làm sạch thêm một bước nữa, đó là mình đổ nước tẩy trang ra cái bông và mình dùng máy này để làm sạch. Thì mình có cảm giác là mặt của mình được sạch sẽ hơn trông thấy. Sau khi trải nghiệm sản phẩm này thì mình thấy là nó sẽ phù hợp với mọi loại da mọi người ạ. Một số bạn thì có tâm sự với mình là da các bạn dầu mụn, muốn tìm một cái loại máy rửa mặt để làm sạch sâu hơn, tuy nhiên thì lại sợ những cái đầu silicone ở lông máy nó chọc vào những cái vùng mụn, nó lại lợi bất cập hại, làm tổn thương da mụn hơn. Thì hôm nay mình highly recommend cho mọi người cái máy chăm sóc da mặt Pebble Flare này, vì nó nhẹ lắm. Ở đây nó có 2 chế độ là low và high, tùy chúng mình cảm nhận và muốn cái độ rung của nó là mạnh hay là chậm để tác động lên mặt. Và với những cái bạn mà da bình thường như mình thì mọi người dùng một cái loại tẩy trang
mà mọi người đang dùng cũng được. Nhưng mà đối với những cái bạn mà có da dầu mụn thì mình khuyên là mọi người nên dùng những cái bông tẩy trang nó mỏng hơn, giống như là cái bông tẩy trang 1000 miếng của Miniso chẳng hạn. Thì khi mọi người cho vào để sử dụng làm sạch cùng với cái máy này thì cái lực tác động của nó, cái lực di trên da của nó sẽ êm hơn, nhẹ hơn và nó bớt tổn thương cho cái vùng da mụn hơn. Tiếp theo là một sản phẩm toner dạng xịt. Sản phẩm này mình đã dùng suốt trong vòng 1 tháng qua, hầu như ngày nào mình cũng dùng. Đây nó chỉ còn một chút xíu thôi mọi người ạ. Hết rồi, chỉ còn một chút xíu ở đây thôi. Và chắc là sang tháng 6 này mình cũng sẽ tiếp tục sử dụng một bạn dòng xịt của Mario nữa, nhưng mà sẽ là chất xuất dưa chuột để cho cái mùi của nó nhẹ hơn, và mình cũng muốn trải nghiệm nhiều hơn để review cho mọi người. Thì với những bạn nào mà mọi người thích xịt đồ, xịt trên da, xịt dưỡng, xịt toner thì đây là một sản phẩm mà mình nghĩ là mọi người không nên bỏ qua nhá. Nó mang lại cái cảm giác rất là refresh, thoải mái, và da thì được cung cấp một cái độ ẩm vừa phải và nó không làm kiểu bóng nhẫy trên da. Vì thường xịt thì chúng ta sẽ xịt sau khi tắm hoặc là chúng ta xịt giữa buổi trong ngày thì chúng ta cũng không muốn là nó quá là dưỡng trên da. Thì bạn này đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu mà mình mong muốn ở một bạn toner dạng xịt. Tiếp theo là một nhân vật mà mình cũng rất thích trong tháng vừa qua, đó chính là một hũ mặt nạ chiết xuất từ ngải cứu, mặt nạ dạng rửa chiết xuất từ ngải cứu đến từ Amphrom. Nhìn xinh không mọi người? Ôi mình siêu thích cái packaging này luôn ý, cầm kiểu nặng tay nữa. Và này thì mình mới review cụ thể chi tiết cho mọi người trong cái video chăm sóc da buổi tối mà mình vừa mới up lên rồi. Nếu như bạn nào muốn xem kỹ hơn thì có thể xem lại nhá. Và cái mùi của bạn này nó kiểu hơi giống cái mùi thuốc bắc ý. Chính vì vậy mà nó giúp cho mình có cảm giác thư giãn, thoải mái. Khi mà đắp bạn này lên da thì mình cảm giác như là da đang được thải độc, detox rất là thích. Và có mỗi một cái nhược điểm là nó đắt mọi người ạ, tầm hơn 700.000 cho một cái hũ này. Với một cái tần suất là một tuần dùng 3 lần như mình thì chỉ tầm 5-6 tuần thôi thì mình đã dùng hết một cái hũ này rồi. Vậy nên những bạn nào mà mọi người có điều kiện muốn thử một cái sản phẩm chăm sóc da theo kiểu theo kiểu mình cảm giác nó hơi giống như là kiểu mình cảm giác nó hơi trị liệu ấy, thì mọi người có thể thử bạn này, dùng xong da mềm mịn, rất là thích luôn. Cuối cùng là một sản phẩm skincare mà sản phẩm này thì mình không thích 100% nhưng mà mình vẫn muốn đưa vào review cho mọi người vì xét tổng thể thì mình vẫn thấy thích bạn này. Đầu tiên là cái packaging quá đẹp, quá sang trọng luôn. Đợt này thì có Innisfree này, Sun By Me này, Ma Monday, tất cả đều cho da serum có vỏ đỏ. Trời ơi, mình đã sưu tập được bạn này và bạn của Sun By Me rồi, còn Ma Monday thì mình chưa mua. Đó. Về mùi thì thơm lắm, thơm nhẹ nhàng, chung thơm nhẹ thôi, khi thoa lên da thì nó cũng hết. Cái texture bên trong thì cũng khá là ok, lỏng lỏng. Tuy nhiên là vì bạn này được chiết xuất từ dầu hạt lựu, thế nên nó có một, mình cảm giác nó có một cái lượng oil ở bên trong. Và da của mình là da mà không hợp với tất cả những cái loại dầu dưỡng da. Thế nên khi mà thoa bạn này, mặc dù mình thoa mỏng nó thẩm thấu rất là nhanh, nhưng mà mình lại vẫn thấy nó hơi bí da một chút. Mình cảm giác cái lượng dầu ở trong cái texture này nó làm cho da của mình không được thoải mái. Đấy chính là lý do mà lúc đầu mình bảo với mọi người là mình không 100% là thích bạn này ấy. Đó, chỉ có như vậy thôi. Những bạn nào mọi người quen dùng dầu chăm sóc da rồi thì chắc là mọi người sẽ thích cái bạn này hơn mình. Thẩm thấu nhanh lắm, nhưng mà nó cứ hơi bí da. Thế nên chỉ có những hôm nào mà mình cảm thấy da của mình thực sự là đang mất nước thì mình mới dùng bạn này, để cái cảm giác mà nhờn nhờn trên da nó cho mình cái cảm giác là da của mình đang được hút nước vào. Và cùng với cái bộ chiết xuất từ hạt lựu này thì có một cái sản phẩm mà mình rất thích, đó là cái kem mắt. Cái kem mắt này thì tuyệt vời cực. Mình ước gì cái serum này nó có chiết xuất như kem mắt mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy không, mình cũng dùng cả trong tháng 5 rồi nhưng mà nó mới hết một chút thôi. Còn cái kem mắt này thì hết sạch rồi, còn xíu thôi. Cái kem mắt này thì nó dạng như là lotion sữa dưỡng, thoa lên hai cái vùng mắt sướng cực, nó thẩm thấu nhanh và mình cảm giác nó đang rất là kiểu như là thấm vào mắt của mình và đang có tác dụng ở trên mắt của mình, mùi còn thơm nữa. Nếu như mà được khuyên thì mình sẽ khuyên mọi người là sử dụng cái kem mắt trong cái dòng hạt lựu này thì sẽ là sản phẩm mà thích nhất. Yêu thích cuối cùng của tháng này có lẽ là bộ phim Game of Thrones. Mình biết tới phim này từ rất lâu rồi và mình cũng đã thử hai lần trong quá khứ, mình đã thử xem phim này rồi nhưng mà cứ bắt đầu xem được khoảng nửa tập 1 thì mình lại muốn tắt đi, mình không muốn xem nữa vì mình không
không biết tại sao mọi người cứ khen nó hay nhưng mà mình xem mình lại không thấy hứng thú. Thế là mình đã hai lần thử rồi và hai lần mình đã bỏ qua và không xem, cho đến khi tháng vừa rồi, khi mà tất cả các kênh truyền thông, tất cả các show truyền hình đều launching, đều quảng cáo cho Game of Thrones, thì mình nghĩ là nó là một cái big show như vậy. Nếu mà mình không xem thì đấy là một cái thiệt thòi của mình. Thì mình quyết định là xem. Thế là 2 tuần đầu tháng 5 vừa rồi mình đã ngồi cày cái sim Game of Thrones và mình cày từ season 1 cho đến đuổi kịp cái thời gian mà nó ra tập 6, tập cuối cùng của season 8 và kết thúc luôn cái show đó. Xét về tổng thể thì mình sẽ cho cái bộ phim này điểm 8.5/10. Nói chung bởi vì mình xem tập cuối rồi thành ra mình bị kiểu hơi thất vọng một chút, nên mình không còn có quá nhiều cảm tình như cái lúc mà mình đang xem nữa. Suốt từ season 2, 3, 4, 5, 6, 7 đi thì mình thấy đều thích. Xuyên suốt bộ phim là những cái cuộc đấu trí giữa con người với con người. Mình thích tất cả những cái nhân vật trong bộ phim đó, kiểu mỗi người họ lại đóng rất là tròn cái vai diễn của mình. Trong đó thì mình có thích nhất là Jon Snow. Mình biết là có rất nhiều bạn gái xem phim này chắc là cũng sẽ thích Jon Snow giống như mình. Kiểu như là vừa rất là lý trí, dũng cảm, mạnh mẽ mà cũng rất tình cảm, yêu thương mọi người các thứ. Đây đúng là một cái hình tượng soái ca trong lòng mình. Kiểu mình rất thích Jon Snow. Đó thì với những bạn nào mọi người chưa xem hoặc là cũng đã cố xem giống như mình rồi mà chưa thích thì mình nghĩ là mọi người nên cho cái bộ phim này một cơ hội nữa, vì nó là một cái show truyền hình gần như là lớn nhất thế giới rồi. Kiểu ai cũng nói về Game of Thrones, thế nên nếu như mọi người chưa xem thì hãy thử cho nó một cơ hội rồi xem sao nhá. Không biết là với những bạn mà cũng đã theo dõi hết 8 season giống như mình rồi thì mọi người có đánh giá nhận xét gì về cái bộ phim này không, thì hãy comment xuống phía dưới cho mình biết quan điểm của mọi người nhá. Mình cũng rất vui là mình đã hoàn thành xong cái bộ phim đó. Mọi người thấy không? Tháng này mình ra rất là ít video ấy, vì thật ra là mình dành hết thời gian để cài phim. Đó, rồi, vậy thôi, video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video đến bây giờ. Và nếu mọi người muốn mình làm bất cứ một cái chủ đề gì thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết với nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều, đừng quên ấn like video, ấn đăng ký subscribe channel Queen và nhấn vào cái chuông để có thể nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới nhá. Chúc mọi người luôn xinh đẹp, bye bye.